đi thẳng đúng không? Nói đi, ở đấy đi. Đầu tiên thì sẽ quay cho anh em một chút intro đầu tiên mọi người nhé. Quay qua quanh quanh rồi xem có mặt hàng gì anh em mà ưng thì chụp lại ngay khoảnh khắc để gửi ảnh cho em mình gồm nhá. Nhiều lúc nhiều hàng loạn quá, nhiều món quá, kiểu như các cụ bây giờ đi mua một cái gì vào trong một cái cửa hàng có một món thôi thì cũng không bao giờ vào đúng không? Vào nhiều món quá thì không biết sự lựa chọn như nào em, thì nhiều lúc em mang một mặt hàng ra bán em cũng lại cân đo đong đếm, nhiều khi bán hàng theo đúng cái sở thích của mình, tức là hôm nay thích men gấm thì sẽ lên toàn bộ men gấm cho anh em, như thế là được. Đáng lẽ là mình phải lên tất cả những cái mặt hàng, kể cả mình không thích mình vẫn phải lên đúng không ạ? Hàng thì chủ yếu của em là bên Cảnh Trấn Giang Tây anh em nhé. Dạo này cũng ít đẩy đưa hàng gốm Phật Sơn, dạo này cũng ít đẩy đưa gốm Phật Sơn lắm, bởi vì gần đây là anh em thấy xu hướng là đang chơi lọ nhiều hơn, anh em đang chơi lọ nhiều hơn, đĩa nhiều hơn, tranh nhiều hơn, tượng thì có vẻ như là không chơi mấy, cho nên là cái gì vậy bà, làm gì đấy? Vậy vậy tưởng cái gì, anh em là ít chơi tượng hay là em chưa là chưa tìm được đến cái đối tượng khách chơi tượng nhỉ? Tượng nhà rất còn nhiều, anh em tha hồ chọn lựa nhé. Thôi vào đề bài, à vào đầu bài thôi nhỉ, à mở bài thôi, mở bài mở bát là một cặp gốm lân. Lân thì được kết hợp với tất cả các loại, nhiều nhiều loại con, chó mèo lợn gà, chó mèo chó này, mèo này, hổ này, sư tử này, mỗi con nhặt một ít một nét để đưa lên, nó là một bức tượng, cái này là gì đây, cờ lúp à, ba để đưa lên nó một bức tượng anh em nhé. À để đưa lên một cái này gọi là gì nhỉ, cái lân này nó gọi là không phải là tượng mà là cái gì mà đưa vào là em quên rồi mọi người ơi, mọi người nhớ, mọi người tự nhớ nhé, em quên mất rồi. Khá là to, cao tận 53, gốm Cảnh Trấn Giang Tây, hàng vẽ tay, giá 3.700k. Chân tay mặt mũi đều vẽ tay. Em sợ là hôm nay lên nhiều những cái mặt hàng lại như ngày trước, tức là à vừa mới nói xong là những cái mặt hàng theo ý thích của mình, thì nên em đã phải quay một đoạn intro đầu tiên là có những tất cả tổng tổng xì vả tất cả các sản phẩm để cho anh em nhìn qua, anh em ngắm tia món nào thì chụp ảnh tách cái lại cho em nhé. Quả này thì là vé tích bát tiên men tràm anh em nhé, siêu to khổng lồ, đường kính miệng rơi vào tầm 96 cm, cao 73, một chiếc thống mà cao đến tận à một chiếc thống mà đường kính của nó rơi vào 96 thì anh em biết là nó không phải là dạng vừa đâu, mà phải là dạng rất rộng ra đấy, 73 74 em đã thấy rất là to rồi, đã có bánh trung thu ở khắp mọi nơi. Hiện tại thì lúc nãy ở cửa hàng thì quạt và các thứ rất là ồn ào, cho nên là em Vinh phải lồng tiếng ở trên xe mọi người nhé.
cho nên thỉnh thoảng em nói những cái linh tinh vào mọi người bỏ qua nhé. Em đang thấy ở ngoài đường bán rất là nhiều bánh trung thu rồi, lại một năm sắp trôi qua chưa làm được ăn được cái món gì đây. Bán cái thống này là 14 triệu mọi người nhé, 14 triệu bạn tiền men chàm vẽ tay 100%. Vì nó rất là nặng nên em không thể nào xoay tay mà để máy một chỗ được, nên em phải cầm máy em chạy quay cho mọi người nhé. Ở ngoài thì nó rõ nét hơn, đang chúng ta đang quay trong tình trạng là thiếu sáng một chút. Ôi ơi, bắt tiền quá hài. Thời tiết Hà Nội hôm nay rơi vào 33 độ, siêu nóng. Mà ở Hà Nội thì nhiều xe, số lượng xe thì nếu mà đi ra ngoài đường lúc trời nắng nó phải rơi về tầm 40 độ đấy anh em ạ. Há hốc mồm luôn. Nhanh nhỉ, đến rồi đây này, cây bảy thì gần ngay đây luôn. Lại tiếp theo là một quả bình cảnh Đức Trấn, cao 42 và bụng 96 cm, 3.500k, vẽ gấm, vẽ vàng, vẽ gấm giáp vàng, vẽ cực kỳ chi tiết. Cực kỳ chi tiết và sắc nét. Tất cả các chi tiết đều vẽ gấm, vẽ tay và dát vàng anh em nhé. Rất là đẹp. Để em sẽ dịch cho mọi, để em lấy điện thoại cái này, dịch cho mọi người cái đoạn chôn của nó. Gia đình tranh sứ cảnh Đức Trấn, đây là hàng của một nghệ nhân, hàng của nhà của một nghệ nhân anh em nhé. Vẽ tay và hàng thì được sản xuất tại bên cảnh Trấn Giang Tây, rất là nổi tiếng. Hàng hóa bây giờ thì nó cũng thông, nói về cái vận chuyển của bên Trung Quốc thì nó cũng khá là chuyên nghiệp lên rồi anh em. Cho nên là chuyển về Việt Nam mà bán lại cho anh em thì giá cũng rất là mềm rồi. Còn bây giờ anh em sang tận nhà lò ở bên cảnh Trấn Giang Tây thì giá nó cũng chỉ tương đương thế thôi, hoặc có thể còn đắt hơn. Đến anh đến với em Vinh Gốm thì anh em mua lẻ, mua buôn đều rất là ưu tiên, được giá được ưu tiên. Em bát này ở ngoài thì rất là thanh thoát mọi người nhé, đường kính 40 cao 23, bát tiền luôn. Hôm nay cầm ngẫu nhiên toàn vớ phải bát tiền này, có duyên bát tiền. Và chiếc bát tiền này em đang bán với giá là 860k, bao ship cho anh em. Vào luôn đây đi.
860 cành, bao ship toàn quốc. Không sao, bởi vì bây giờ tất cả những cái anh khách ở trên này, các cô dì chú bác này đều biết, đều gọi là bán hàng, gọi là mua hàng, gọi là thân thiết của em Vinh Gốm rồi, như người nhà luôn. Mình giao lưu như người nhà luôn, không vì gì phải ai mà con người ai chả phải ngoát đúng không ạ? Bong bụng là trên 100, siêu to khổng lồ, miệng 23, 1600k, vẽ tay, nét bút kim. Sáu trăm ca bụng siêu to khổng lồ. Cái thước em mua rất là nhiều thước, nhưng mà nhiều khi các khách cứ mượn xong rồi kiểu như là không phải người ta lấy đâu, như cái bật lửa ấy, người ta quen tay rồi người ta đút nhầm một túi, cho nên là em Vinh cứ phải mua khoảng 10-20 cái cứ để đấy, thì cho khách đút dần vào túi thì mang về không có vấn đề gì cả anh em nhé. Cái thước rẻ thôi, nhiều khi là thấy khách đút vào túi nhưng mà thôi em cũng mặc kệ luôn. 850.000 trước này nhá, mình vừa mua mình vừa tặng thước luôn anh em nhé. Anh em có thì là cứ qua cửa hàng của em Minh Gốm, nhét thước vào túi, nhét thước vào túi anh em. Cái này là cũng 850 cành anh em nhá. Anh em nào mua cái bộ bát tiên này về khá là ngon này, nhỏ xinh đẹp, hàng về mới về còn chưa có tí bụi nào luôn anh em ơi. 3980k, hàng mới về chưa có tí bụi nào. Tôi cũng sắp đến sắp hết video rồi anh em ơi. Mấy cái đĩa này đường kính của nó rơi vào khoảng 50 đấy, 50cm. Bán giá cũng chỉ mấy trăm ca thôi. Anh em mua ebook cho mình uống nhá. Chào anh em, tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em. Hôm nay em hơi yếu nên nói chưa lưu loát lắm. Chào mọi người nhá.